nhẹ nhàng và giàu giá trị thẩm mỹ. Mỗi bức tranh ẩn chứa một thông điệp nhân sinh quan sâu sắc. Đó là tranh được làm từ những chiếc lá bồ đề được sáng tạo bởi tâm huyết của một cô gái trẻ. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Muôn Màu Cuộc Sống. Thưa quý vị, trên tay Cẩm Tú đang là những chiếc lá vàng rơi. Thường thì với những chiếc lá như thế này thì chúng ta sẽ không biết là làm gì, đúng không ạ? Nhưng mà qua bàn tay tài hoa của một cô gái thì những chiếc lá này đã trở thành những tác phẩm vô cùng độc đáo. Và ngày hôm nay để biết được đó là những tác phẩm như thế nào thì xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong chương trình nhé. Từ xa xưa, cây bồ đề đã mang trong mình những giá trị về mặt tâm linh. Trong đạo Phật, cây bồ đề tượng trưng cho sự trí tuệ và sự giác ngộ. Ở Việt Nam, cây bồ đề mọc nhiều tại các chùa chiền và các địa chỉ tâm linh. Ngay từ lúc đơm chồi non cho đến lúc già úa, lá bồ đề luôn mang lại vẻ đẹp đặc biệt, tạo cảm giác an yên, nhẹ nhàng. Khi xanh tốt, cây bồ đề sừng sững tỏa bóng mát. Khi lá đổ vàng và rơi xuống, lá bồ đề một lần nữa lại trở nên có giá trị khi được biến tấu nên những bức tranh làm đẹp cho đời. Đây là chị Nguyễn Thị Diệu Huỳnh, ngụ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Vào những ngày cuối năm 2019, khi dịch Covid-19 bùng nổ khiến người lao động cả nước phải lao đao, vốn là một hướng dẫn viên du lịch, chị Huỳnh đã phải chịu những ảnh hưởng không hề nhỏ khi khách du lịch liên tiếp hủy tour và các hoạt động du lịch bị ngưng trệ. Mất việc, áp lực mưu sinh khiến chị Huỳnh buồn bã. Thế nhưng cũng từ đây, cơ duyên đến với lá bồ đề của chị bắt đầu. Trong một lần lang thang, chị Huỳnh đã vô tình nhặt được những chiếc lá bồ đề vương trên mặt đất. Ban đầu thấy lá bồ đề đẹp, có hình dáng đẹp mắt, chị Huỳnh thích thú nhặt về để trang trí. Sau đó qua quá trình tự tìm hiểu, chị Huỳnh đã sáng tạo được nhiều bức tranh bồ đề độc đáo để tặng cho người thân. Để làm được những bức tranh từ lá bồ đề, đòi hỏi phải trải qua rất nhiều công đoạn. Nhặt lá về, chị Huỳnh luộc trong 4 tiếng đồng hồ để thịt lá chín rã. Sau đó lấy bàn chải đánh răng chà hết phần thịt lá và chỉ giữ lại phần gân. Kỹ thuật chà lá đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ và kiên trì. Bởi lẽ chỉ cần một chút mạnh tay cũng sẽ khiến cho chiếc lá bị rách nát. Những chiếc lá sau khi được chà xong hiện lên một màu trắng tinh khôi, những đường gân hiện rõ trên nền cánh mỏng manh của lá bồ đề, tựa như những nét vẽ đầy tinh tế và thu hút. Từ lúc nhặt lá đến lúc cho ra những chiếc lá thành phẩm, đều đòi hỏi chị Huỳnh phải thật sự trau chuốt và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Lá sau khi được làm sạch, tiếp tục được đem đi hong gió và phơi nắng. Những ánh nắng vàng ươm xuyên qua từng gân lá. Từ đó, những chiếc lá bồ đề dần khô và rung rinh trong gió. Muốn có những bức tranh lá bồ đề đẹp và giữ được lâu thì lá bồ đề phải thật sự được hong khô để tránh bị ẩm mốc. Từ những chiếc lá thành phẩm, tiếp tục được phân loại theo từng màu sắc và kích thước khác nhau. Những chiếc lá bồ đề đẹp phải đảm bảo giữ nguyên được hình dạng và xương lá. Chiếc lá nào có đuôi lá càng dài thì càng được yêu thích và càng có nhiều giá trị. Từ một người làm du lịch, chị Huỳnh lại bén duyên với nghề làm tranh. Mỗi ngày, chị lại khéo léo nắn nót từng nét vẽ trên mỗi chiếc lá. Tuy
tùy vào đơn đặt hàng của khách mà chị Huỳnh có những sáng tạo riêng. Thưa quý vị, trên tay Cẩm Tú đang là một bức tranh lá bồ đề với chữ bình an. Quý vị nhìn thấy bức tranh này thì có lẽ là nhiều quý vị cũng thấy là nó đặc biệt và khá là thú vị đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ với chủ nhân của những bức tranh này để tìm hiểu xem ý tưởng và những hành trình mà chị có thể làm ra những bức tranh này nha. Chị ơi, những cái sản phẩm này chị thì mình chỉ làm được bằng lá bồ đề thôi hả chị? Mình có thay bằng một cái loại lá khác được không ạ? Thật ra là nói về tranh làm từ gân lá thì mình có thể làm được tất cả những cái loại lá có thể lấy gân, không nhất thiết là phải là lá bồ đề. Nhưng mà do cái cơ duyên, đặc biệt là mình rất yêu thích cái lá bồ đề, tại vì cái hình dạng của nó là hình trái tim, nó rất là ý nghĩa và độc đáo, cho nên mình đặc biệt chú tâm vào làm lá bồ đề thôi. Cẩm Tú thấy là trước đây cũng có rất là nhiều người, người ta làm sản phẩm tranh bằng lá bồ đề, thì mình không phải là cái người đầu tiên đúng không ạ? Vậy thì sản phẩm của mình có cái điểm gì khác so với những cái sản phẩm trước đây ạ? Thực ra là theo như mình tìm hiểu thì ở Việt Nam mình không phải là người đầu tiên và duy nhất làm cái dòng tranh này, mà cũng đã có vài nơi, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Tại vì như mọi người biết là phía Bắc của mình là thuần Phật giáo rất là nhiều, và rất là nhiều chùa chiền và những cái cây bồ đề này rất mọc rất là nhiều, đặc biệt là ở tỉnh Ninh Bình. Họ đã là có một cái thương hiệu nổi tiếng riêng rồi và mình chỉ là người đi sau thôi. Nên để hạn chế không bị đánh đồng là lấy cắp ý tưởng, sao chép những cái sản phẩm của họ, nên mình cố gắng làm những cái kiểu sáng tạo theo cái ý của mình. Và bên cạnh đó là làm theo cái yêu cầu của khách hàng mà tránh không được giống với lại họ, để không được trùng lặp. Tại vì mình tôn trọng những cái ý tưởng sáng tạo của nghệ nhân, cho nên là mình có thể học hỏi những cái điều hay của họ, nhưng mà mình không bắt chước họ hoàn toàn. Cho nên là mình đi theo cái dòng là điêu khắc trên lá, hoặc là vẽ mộc trên lá, hoặc là khắc cái hình bóng bằng decal để ốp lên, hoặc là viết thư pháp bằng tay chứ không phải là in decal ra. Nói chung là mình cố gắng làm cái nét mà nó hơi khác tí xíu để không có bị giống với ý tưởng của họ. Và mình rất là trân trọng những cái điều đó. Vậy thì một bức tranh lá bồ đề để mà đạt tiêu chuẩn nè, đẹp nè, gọi là hoàn hảo, thì nó sẽ phải có những cái tiêu chuẩn gì chị? Mình nghĩ đầu tiên là cái gân lá nó phải rõ, sạch, và cái lá nó không có bị đứt, không bị méo, và nó đầy đặn. Nó phải là hình trái tim đầy đặn với một cái đuôi rất là dài. Đó là về cái mà hình thức, cái nhãn quan đầu tiên. Thứ hai nữa là cách bảo quản. Như mọi người cũng biết thì nó chỉ là cái lá cây, và sau khi xử lý mình phải xử lý kỹ. Tại vì nếu không xử lý kỹ thì thời gian bảo quản nó sẽ gây mốc, và nó sẽ gây bị lên màu, ố màu. Và thứ ba nữa là cái gọi là nghệ thuật. Mình phải có những cái sáng tạo trên cái gân lá mà không làm mất đi cái ý nghĩa của cái lá đó. Chẳng hạn như vẽ thư pháp lên lá, hay là tô màu lên nó, mình chỉ làm ở một cái điểm nhất định thôi, chứ mình không có làm quá nhiều chi tiết cầu kỳ, tại vì nó nổi bật lên cái lá đó mới là ý nghĩa nhất. Đây là bức tranh đặc biệt được chị Huỳnh đặt theo đơn đặt hàng của một vị khách tại Huế. Từ một bức thư được viết bởi người bố đã mất, những người con mong muốn giữ lại bức thư như sự trân quý và tưởng nhớ đến người bố của mình. Và trong nhiều cách gìn giữ đó, họ đã chọn cách gửi gắm bức thư trên nền lá bồ đề của chị Diệu Huỳnh. Thấu hiểu ý nghĩa và tình cảm của những người con, chị Huỳnh đã dày công sáng tạo bức tranh từ hàng trăm những chiếc lá bồ đề được chị tuyển chọn kỹ càng. Hàng trăm chiếc lá ấy được kết lại với nhau như hàng trăm trái tim hay hàng trăm vòng tay đang ôm lấy tấm di thư mà người bố để lại. Mình có nhận những cái đơn đặt hàng với những cái yêu cầu đặc biệt, chẳng hạn như là có những cái khách hàng ở xa, vì một cái cơ duyên nào đó họ rất là thích và cảm được cái tranh của mình, mà họ tìm đến mình và họ gửi gắm là làm một cái bức tranh mà dựa lên lá bồ đề, nhưng mà không để hình Phật mà là để những cái bức mà di thư của người trước để lại, để như là một cái lời nhắc nhở cho con cháu. Rồi cũng có một số người họ gửi cái hình ảnh của người thân gia đình,
để làm cái tâm điểm của cái bức tranh đó. Thì nó vẫn đẹp, nó vẫn nghệ thuật. Mọi người cũng biết là bồ đề, hình trái tim nó là tình yêu thương. Và tất cả những cái ý nghĩa và thông điệp trong tranh của mình làm nó đều lan tỏa đi, đó là sự yêu thương và sự tĩnh lặng. Cho nên là có một số người họ không hẳn là họ theo đạo Phật, họ cũng không có suy nghĩ mua một món quà nó quá nặng về tâm linh, mà họ đơn giản là họ thích cái gân lá và họ thích cái hình trái tim của cái lá bồ đề nên họ ủng hộ mình. Chẳng hạn như là cái này nó không phải là Phật giáo, nó chỉ là dựa lên cái lá bồ đề, rồi mình vẽ thư pháp bằng tay chữ bình an lên, thì họ có thể sử dụng cái sản phẩm này để tặng cho người thân bạn bè mà nó không nặng thiên về tôn giáo, cũng là dựa lên cái nền của cái lá bồ đề, nhưng mà gửi gắm trong đó là thông điệp là bình an, hạnh phúc, hoan hỷ hay là thành công. Nó rất là hay và nó rất là tinh tế. Công việc của mình là hướng dẫn viên đúng không ạ? Thì chắc chắn là chị cũng gặp rất là nhiều các cái sản phẩm quà lưu niệm. Thì chị có nghĩ là cái sản phẩm tranh lá bồ đề này của mình nó cũng sẽ được phát triển thành một cái món quà lưu niệm được nhiều người yêu thích không? Hiện tại trên thị trường rất là đa dạng về những cái quà lưu niệm hay là đặc sắc về văn hóa địa phương để cho du khách có thể mang về lưu giữ. Thì mình nghĩ tại sao không? Tại vì sản phẩm của mình nó cũng thuộc là độc đáo, gần gũi với môi trường, sử dụng những chất liệu từ thiên nhiên, không có tẩm ướp hóa chất gì hết. Và đặc biệt là nó cũng có mang ý nghĩa về tinh thần rất là lớn. Và không phải là cứ tranh là nó phải to lớn, tại vì có những cái sản phẩm nó rất là bé. Chẳng hạn như là mình có vẽ những cái chú tiểu chibi lên cái lá bồ đề nhỏ xíu để làm phía sau của cái ốp điện thoại, thì mình có thể là sử dụng làm quà tặng rất là dễ dàng. Như vậy là bây giờ thì chị cũng đã có được những cái ý định để mình phát triển tranh lá bồ đề này đúng rồi không ạ? Đúng rồi, mình nghĩ là mình sẽ giữ cái này, thì nó không phải là cơ duyên mà nó là một cái gì đó cứu vớt mình trong cái ngày tháng mà mình thất nghiệp do đại dịch nữa. Mình phải gọi nó là may mắn. Thì nếu mà được, mình ước mơ sau này mình sẽ mở một cái showroom lớn, đề là bồ đề tâm. Rồi bên cạnh đó là mình vừa đi tour, vừa quảng bá cái sản phẩm của mình, quảng bá về du lịch đất nước Việt Nam luôn. Rồi sau đó mình cũng giới thiệu về sản phẩm của mình luôn. Đó là cái mơ ước của mình. Mỗi bức tranh của chị Huỳnh có thể khác nhau trong cách thể hiện. Thế nhưng đằng sau mỗi bức tranh đều ẩn chứa những câu chuyện ý nghĩa. Tất cả được chị Diệu Huỳnh tạo nên bằng sự tâm huyết và tình cảm của mình. Có lẽ chính vì sự tâm huyết đó mà mỗi bức tranh của chị Huỳnh sáng tạo đều rất có hồn, khiến nhiều người yêu thích. Mặc dù lúc đầu chỉ làm theo sở thích, thế nhưng theo thời gian, chị Huỳnh càng tìm tòi học hỏi để sáng tạo nên nhiều bức tranh mới lạ và độc đáo, phục vụ khách hàng. Mỗi bức tranh tùy vào kích thước và độ công phu mà có mức giá khác nhau. Theo mình thấy thì nó vừa đơn giản nhưng mà nó vừa sang trọng nữa. Là mình đặt tranh ở đây rất là nhiều, khi mà về mình treo lên mình thấy nó rất là đẹp. Hồi lần những lần trước mình xem về những cái clip của bạn này làm á, thì thấy là làm cũng rất là kỳ công. Nhưng mà mỗi bức tranh làm ra thì giá thành thì cũng không cao lắm. Đó, nhưng mà nói chung là phải yêu thích về những cái bộ môn này, cái nghệ thuật này thì mới có thể là làm ra những cái bức tranh mà như thế này, là đặt hết cái tâm của mình vô. Hiện nay, các dòng tranh treo tường vô cùng đa dạng. Thế nhưng tranh được làm từ lá bồ đề của chị Diệu Huỳnh vẫn được nhiều người yêu thích, bởi mỗi chiếc lại hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa khác nhau, được khắc họa một cách tinh tế, đẹp mắt, vừa sang trọng. Sản phẩm tranh từ lá bồ đề mang đến cho người dùng sự an yên, thư thái và tạo nên những điểm nhấn đặc biệt cho không gian nội thất. Mỗi sản phẩm tranh từ lá bồ đề, dù được sáng tạo về thiết kế theo nhiều cách khác nhau, song tất cả đều thể hiện sự bình an và hạnh phúc, đúng như thông điệp và tình cảm mà những người sáng tạo như chị Diệu Huỳnh đã gửi gắm trong mỗi chiếc lá.